anh là ai và kinh nghiệm công việc của anh như thế nào? Mình là bếp. Hiện tại công việc của mình là giám đốc nội dung ở spiderroom.com Còn trước kia thì mình đã làm ở bộ phận là truyền thông thương hiệu của của Vin được hơn 2 năm. Còn một số nghề nghiệp trước đấy thì chắc là không phải kể bởi vì mình cũng làm khá là nhiều việc. Tại sao anh lại viết <laughs> viết để uh, giải tỏa một số những cái tâm sự ở trong uh, con người uh, của mình. Có một số câu chuyện mà mình nghĩ là bản thân mình nên kể cho thế giới để để, để nghe chẳng hạn. Viết lách là một cách giải tỏa uh, của anh. Khoảnh khắc mà anh nhận ra cái việc viết chính là điều mà anh muốn làm. Chắc là phải quay lại từ đến thời uh, lớp 6 thì uh, lúc đấy là mỗi ngày mình lại cứ bịa ra một cái câu chuyện viết xong rồi kể cho các bạn ở lớp nghe và có vẻ là các bạn số lượng người nghe của mình ở giờ nghỉ trưa ở lớp học bán chú càng ngày người nghe càng đông thế là mình nghĩ là cũng có thể là mình cũng có khả năng kể chuyện thế thì cái việc từ cái ngày lớp 6 đến nó kéo dài đến tận bây giờ Nội dung đầu tiên mà giúp nhiều người biết đến anh là nội dung gì và cảm xúc của anh khi đó như thế nào? Chắc là một bài viết của anh ở trên uh, Menap. Up uh, bài viết đấy hình như là vào ngày 14 tháng 2 năm 2014 như vậy. Thì uh, cái bài viết đấy bây giờ thì cũng thỉnh thoảng đến cái dịp đấy người ta vẫn 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 cứ share lại. Uh, nó được khoảng tầm bây giờ chắc là khoảng tầm hơn 30.000 like rồi đấy nhưng mà cảm xúc lúc đấy thì nó lẫn lộn vừa có chút tự hào lại vừa có chút uh, xấu hổ um, nhưng mà nói chung là cũng hạnh phúc mình kể được câu chuyện của mình và cũng có người thích cái câu chuyện đấy đâu là khoảnh khắc mà anh nhận ra ảnh hưởng của những gì mình đang làm lên người khác chắc là khi mà anh nhận được những cái uh, thư của các bạn mà gửi về cho cho mình thì các bạn có nói về cái việc là các bạn ý đã muốn kết thúc cuộc sống của các bạn ý thế nhưng mà cuối cùng thì đọc một cái bài của mình viết hoặc là một cái câu hỏi mà bạn hỏi mình mà mình trả lời được cho bạn ý thì sau đấy thì bạn đã từ bỏ cái cái suy nghĩ đấy đấy cũng là một cái một trong những cái giây phút anh thấy rất là xúc động trong đời một người viết cái câu chuyện đấy thì um, mình ít khi mình chia sẻ cho ai bởi vì anh cũng nhận được rất là nhiều các cái thư từ của của các bạn nhưng mà có có một số người thì chia sẻ cho anh tất cả những cái thứ mà mà họ nghĩ là họ không bao giờ họ muốn kể với ai. Chắc là họ vẫn cũng phải tin hoặc là yêu thương mình như thế nào thì họ mới kể những câu chuyện đấy hoặc là họ cũng cần một cái 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 gì đó để 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 bám víu lấy. Thế là anh anh cũng trả lời anh cũng không nghĩ là họ anh cũng cũng không nghĩ là họ lại có cái cái quyết định đấy đằng sau nhưng mà về sau thì các bạn ý bảo là bạn ý cũng có nhắn tin lại cho anh bạn nói là cảm ơn anh vì đấy trong cái ngày hôm đấy anh đã trả lời rồi cái bức thư mà anh viết cho em thì khiến cho em là có rất là nhiều động lực trở lại để 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 sống cái cuộc sống này sống cái cuộc đời này ngày hôm đấy là mình vui chắc là một ngày vui nhất của 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 một đời một người cầm bút làm sáng tạo nội dung là phải chia sẻ một phần cuộc sống cá nhân của mình cho cả thế giới, điều này thì có đúng không? Và nếu nó có thì anh có cảm thấy sợ điều đấy không? Thật ra nó có vừa có cái sự đúng và có những cái có những cái phần mà 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 không đúng thì bao giờ anh cũng giữ cho mình khoảng 20% những thứ gọi là bí mật của riêng mình. Còn 80% còn lại thì anh kể những cái câu chuyện ra những cái bài viết của mình anh cũng sợ là ở trong đấy có một số những cái chi tiết và một số những cái người mà đã từng kể câu chuyện của mình cho anh và họ sẽ 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 ngại khi mà mà đọc lại những cái thứ đấy nhưng mà cuối cùng anh nghĩ là có gì đâu mình cứ viết thôi chân thành thật thà giản dị thì uh, không phải nghĩ đến những cái điều đấy nhiều uh, còn bảo là có sợ hay không hay là có ảnh hưởng gì đến cuộc sống cá nhân của anh không ngày đầu mà lúc mà anh cầm cầm bút thì anh nghĩ là cũng có bao giờ cũng thế nhưng mà sau đấy thì mình vượt qua những cái thời điểm đấy rồi thì mình cảm thấy là ok cái phần bí mật này của mình thì chính nó là tạo ra rất là nhiều năng lượng cho mình sau này anh bếp ở trên mạng và anh bếp ở ngoài đời thì có giống nhau không cũng có nhiều người hỏi anh câu hỏi này rồi ấy. thì anh bếp ở trên mạng thì ấy cái lúc mà mình chưa xuất hiện công khai này thì anh luôn luôn muốn mọi người nghĩ anh là một con người kiểu anh hay viết ở trên đấy trêu các bạn là già hói bụng phệ rồi các kiểu thất nghiệp các thứ anh anh muốn mọi người nghĩ anh như thế tại vì những cái thứ mà anh viết hay là anh chia sẻ nó không liên quan gì đến cái bề ngoài hay là những cái thứ của anh anh ở ngoài với cả anh ở trên anh ở trên mạng thì cũng có điểm giống và điểm khác nhau thế ở ngoài thì anh khá là thoải mái tự do với cả cái vòng tròn bạn bè của mình còn ở trên mạng thì anh vẫn là anh thôi thế nhưng mà có những cái anh phải tiết chế anh cũng không giống như là những cái người bạn bè mà mình tin cậy mình có thể ngồi đó mình chia sẻ hết tất cả những cái nỗi niềm của mình cảm xúc của anh khi lần đầu tiên đối diện với sự phản đối hay đánh giá tiêu cực là gì Tất nhiên thì ai lần đầu tiên mà gặp những cái thứ đánh giá tiêu cực đấy thì cũng sẽ có những cái cảm giác như là kiểu sững lại này, tức giận này rồi là có nhiều những cái thứ suy nghĩ nó 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 tiêu cực. Nhưng đấy là thời gian đầu thôi, thời gian đầu mà khi mà anh mới viết lách like thôi, chứ còn về sau này trải qua quá nhiều thời gian rồi thì anh làm quen với những công việc đấy. Anh nghĩ là cái việc mà khen chê ấy, như thế nào thì là do mình là đón nhận. Tất cả những cái ý kiến có trái chiều có những cái ý kiến ủng hộ cũng có. Và mình là một cái con người mà mình có cái suy nghĩ độc lập ấy, thì mình phải biết bóc tách ra thì cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phù hợp với mình, cái nào mình có thể tiếp nhận được, cái nào là một cái ý kiến chỉ trích đúng, cái nào là một cái ý kiến chỉ trích nó nó không đúng với cả bản thân mình và và từ cái bộ lọc đấy thì mình mới biết là cách cái, cái, phản ứng của mình nó như thế nào nhưng mà anh nghĩ là làm làm một người sáng tạo hay làm một cái con người viết lách ở trong một cái thời đại mà người ta tôn trọng tự do ngôn luận như thế này thì không bao giờ có thể tránh khỏi em nêu ra một cái ý kiến về một cái vấn đề gì đó mà tất cả 100% mọi người đều phản đối em cả hay là 100% mà mọi người đều yêu thích em đâu lúc nào cũng có phần này và phần kia nhưng mà quan trọng là em là người như thế nào và em tiếp nhận cái những cái ý kiến đó ra làm sao đến bây giờ thì anh cảm thấy những cái chuyện đấy là bình thường có những cái thứ mà mình để ý để mình làm tốt hơn mỗi ngày còn có những cái thì mình không 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 quan không quan tâm lắm gia đình của anh có ủng hộ khi mà anh theo đuổi công việc viết lách không anh có một gia đình rất là tuyệt vời mọi người đều ủng hộ anh trong tất cả những cái việc mà anh làm cho dù là cái công việc cho dù là những cái việc đấy nó có viển vông có xa vời như thế nào nhưng mà mọi người luôn luôn ủng hộ bởi vì mình đã tạo được lòng tin ở trong gia đình rồi trong suốt gần này năm thì mọi người cũng đã biết là mình là có một con người như thế nào rồi Cho nên là anh có may mắn là gia đình luôn luôn ủng hộ anh trong những cái việc mà anh làm đấy là một cái cái sự support rất là lớn anh có lời khuyên nào cho các bạn trẻ mà muốn theo đuổi việc viết lách không ạ lời khuyên thì thật ra thì về cái vấn đề viết lách này cho lời khuyên anh cũng không biết là phải cho như thế nào vì anh không biết là anh bởi vì chưa chắc anh đã là một cái, một cái người nào đấy đủ uy tín để mà đưa ra một cái lời khuyên cho các bạn cả anh chỉ nghĩ là nếu mà em bọn em à, muốn viết lách thì phải viết đi đã đầu tiên là phải viết cái việc đấy là phải việc phải làm hàng ngày giống như là em muốn làm ca sĩ thì em phải hát chứ không phải ca sĩ mà em cứ em không không hát hoặc là muốn làm một người viết mà em không bao giờ viết cả mà muốn viết thì phải đọc nhiều. Cái có một tác giả người Mỹ là Conak McCarthy có nói là tất cả những cuốn sách đều làm từ những cuốn sách. Em phải đọc thì em mới có từ vựng, mới có những cái cách sử dụng câu này, câu kia cách người ta mô tả như nào nó thấm dần vào mình tạo nên những cái thứ rất là đẹp ở bên trong mình những cái thứ rung động của 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 mình đối với cả những cái lời văn hay ý đẹp của 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 cái tác giả như thế em phải đọc nhiều đầu tiên này sau đấy là em phải biết lắng nghe em cũng phải biết quan sát không chỉ nhìn không đâu em phải biết quan sát quan sát và hiểu được những cái 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 câu chuyện này những cái vấn đề đấy đủ các cái góc nhìn thì nó sẽ tạo nên những cái, cái cái kinh nghiệm của mình và phải đi nhiều nữa nói chung là anh cứ hay nói là là phải sống cho nó đủ đã viết sống cứ thế mà đặc biệt là có một cái lời khuyên này là phải rất là kiên nhẫn với cả cái cái việc viết lách nó không phải là một cái câu chuyện là một sớm một chiều mà mình có thể đạt được thành công ngay nó sẽ là có lẽ là hàng nghìn giờ mà em vất vả em viết những cái thứ rồi em lại xóa đi em viết những Em viết ra đủ những thứ giấy tờ, mặt sau, quyển lịch, những quyển sổ Có những cái thứ mà em viết mà em nghĩ là em rất là hay, rất là đẹp rồi Nhưng mà chia sẻ thì không ai thích cả Có những cái thứ mà em nghĩ là nó bình thường thôi Chia sẻ thì mọi người đã rất thích cái Có những cái thứ nó 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 không bao giờ như, nó, nó theo những cái ý mà mình thích hay là mình muốn cả Và em cần phải kiên trì để vượt qua những cái giây phút đấy Làm cái gì thì cũng phải đầu tư và phải thật là nghiêm túc trong bất cứ cái, cái việc nào mà em làm thì nên như thế thì biết đâu đấy nó sẽ dẫn đến cái con đường thành công trong cái việc viết viết lách của 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 bọn em anh nghĩ là các bạn trẻ ở trong cái thế hệ mình bây giờ anh rất là tin văn học việt nam sẽ có những cái 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 cái, cái bạn trẻ sẽ viết những cái cuốn sách rất là tuyệt vời anh tin là như thế thế hệ này